Đối phương họ ra cái búa thì mình phải nhẩm câu thần chú là búa liên tục, búa 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 búa. Lúc đó đối phương sẽ chăm chú nhìn vào khẩu hình miệng của mình, mà họ sẽ bị phân tâm mà không có nhớ là mình định ra cái gì. À, lúc đó họ sẽ chắc chắn sẽ ra cái búa, mình phản đòn lại, mình ra cái bao là mình ăn chắc 100% luôn. Hay vậy ta, có nghĩa là mình làm cho họ liệu theo hả? Đó, đúng rồi đó. Có ai chơi quánh tù tì với ba không? Chơi quánh tù tì với ba đi. Ba chơi quánh tù tì là vô địch thiên hạ luôn, không ai chơi bằng ba luôn á. Đi chơi quánh tù tì với ba nha. Em chơi quánh tù tì với anh đi. Anh chơi hay lắm á, em chơi không lại anh đâu. Anh chơi với ẹt, ai thèm chơi với anh. Thử đi, biết liền. Đi chơi với anh đi, chơi đi. Làm chi? Chơi quánh tù tì với ba đi. À, nếu như con thắng, con muốn cái gì cũng được hết. Ba nói thiệt không? Đương nhiên rồi. Nếu như mà con thắng thì ba cho con tiền nha. Được luôn. Nhưng nếu như con thua, con phải bị ba búng trán, chịu không? Ok, chơi. Con phải nói là thách đấu. Thách đấu. Rồi con phải làm gì nữa nè? Tại hạ xin được chỉ giáo. Bậy trò quá, không biết có thắng được người ta không mà bậy quá. Đại hạ xin được chỉ giáo. Lẹ ra mở tay. Rồi bắt đầu nha. Lẹ đi ba. Tù si. Con thua rồi, thấy chưa, ba đã nói rồi, con chơi không lại ba đâu. Ba là độc cô cầu bại nè. Đây, 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 uống chán nè. Đó. Con dễ ẹc à, đi qua đi, để mẹ. Qua đây, thách đấu nha. Để em chơi với anh nè. Làm giống vậy đi. Thôi, thuộc cho con đi mẹ. Con yên tâm. Tại hạ xin được chỉ giáo. Tại hạ xin được chỉ giáo. Tù si. Anh đã nói là anh vô địch thiên hạ mà đâm cô cầu bại là ta không ai chơi quánh tù tì lại mà ta đâu. Sao kỳ vậy? Rõ ràng là em tính ra búa mà sao tự nhiên ra cái kéo vậy? Ghê. Có ai muốn thách đấu lại không? Tù. Mấy đứa làm gì vậy? Ba mới về hả? Ba mới về. Tù si. Ta đã nói là ta chú đi mày xích cho coi. Kỳ cục quá. Làm gì mày chơi gì mà mày búng con gái yêu của tao vậy? Bây giờ coi đã là trở thành chùm cuối của quán tù si rồi. Vô địch thiên hạ, bách phát bách trúng, không ai chơi lại con hết ba. Đúng không làm chi? Ông ơi, ba con chơi quánh tù xì hơi bị giỏi luôn á nha. Nãy giờ con với mẹ chơi toàn thua, không có ngày nào thắng luôn á. Thiệt, bốn con đỏ trán hết luôn rồi ba. Con ưu nguyên cục đây luôn nè. Dạ, yeah, cao thủ quá hả? Dạ đúng rồi. Dám chơi với ba ăn dán không? Chơi với ba hả? Ừ. Được thôi. Nhưng trước khi chơi, ba phải làm theo con. Làm cái gì? Tại hạ xin được chỉ giáo. Chỉ giáo cái con khỉ chơi thì chơi thôi, có con chỉ giáo gì đây? Ba phải nói như vậy thì cuộc chơi nó có mấy ý nghĩa. Cái thằng sao nó rắc rối quá. Rồi đó, tại hạ xin chỉ giáo. Chơi. Cố lên ba, trả thù cho con đi ba. Đúng rồi, trả thù cho con. Trả thù cho con đi ông. Tù si. Sorry, không sao. Thua một ván không có là cái gì của con. Yên tâm, chơi ván nữa nè. Ba, hồi nãy con để ý nha. Cái miệng ông bữa nay kỳ lắm á. Cứ lẩm bẩm. Có chơi chiêu gì đúng không? Chiêu gì, người ta chơi xong người ta thắng thôi. Chơi không lại rồi đổ thừa. Bây giờ con có nên búng ba một cái thiệt là tình thương mến thương không ta? Anh dám búng ba hả? Thua phải chấp nhận thôi. Thì cho thiếu đi. Thì con chơi ván nữa. Thôi được rồi, bây giờ nếu chơi ván nữa thì hình phạt phải thay đổi rồi nha. Muốn sao? Để con coi. Được rồi, bây giờ nếu như ba thua thì tối nay ba chỉ được ăn cơm không, không được ăn đồ ăn.
Thôi à, ăn cơm không không anh Hội ăn dễ ợt chơi. Ai à, nhưng mà ngược lại, nếu mà con thua thì vừa bị bún mà vừa ăn cơm không có đồ ăn. Nhìn nhỏ như con thỏ. Bắt đầu. Ba phải làm thủ tục trước đi. Thủ tục gì? Tại hạ xin được chỉ giáo. Tại hạ xin được chỉ giáo. Chưa gì à, không có chuyện đó đâu. Nhìn mặt là biết rồi. Không. Không có. Chú ơi. Gì con? Chưa chịu ảnh tù tì giỏi hết á hả chú? Trời ơi, chứ còn gì nữa. Dạ, vậy chú đấu với con đi. Dám đấu với chú hả? Dạ. Nhưng mà ai thua là bị bún tráng đó nha. Dạ. Tráng quá. Ủa, trái em bị sao vậy? Em chờ anh tù tì với chú á, thua 10 trận luôn. Anh chơi với chú hả? Ừ, chú chơi giỏi cực kỳ luôn. 10 trận, trận nào chú cũng thắng hết trơn á. Em thua hết 10 trận luôn. Đáng nhẽ là chú ngọc bún em 10 cái đó, nhưng mà trận cuối chú tha cho nên chỉ bún có 9 cái thôi à. Ngày mai em nhất định sẽ đấu tiếp, em sẽ phục thù chú mới được. Chị thấy á, em cứ chơi như vậy hoài á là thế nào cũng thua nữa à. Theo chị thấy thì chú đang dùng bí quyết đó. Bí quyết? Là gì vậy chị? Hồi trước á, ba có chỉ chị ba mức để thắng khi chơi quẳng tù tì đó. Chị nghĩ là chú đang chơi mức thứ nhất đó. Mức thứ nhất? Bí quyết là sao? Chị chỉ cho em đi. Nè, bây giờ á, người dùng cách thứ nhất á, họ sẽ nhẩm câu thần chú để làm phân tâm mình. Và khi đó mình sẽ bị liệu theo lời nhẩm của họ và ra thứ mà họ đã nhẩm. Vì họ biết chắc chắn á là mình sẽ ra thứ gì và chỉ cần phản đòn lại là đã thắng rồi. Hiểu chưa? Bây giờ thử nha. Đó, em ra búa theo lời nhẩm của chị rồi đó. Hay không? Dạ, hay. Vậy còn mức thứ hai thì sao? Quẩn tù si. Mà. Có bộ bây giờ kiếm một người thắng ta như mò kim đáy bể, không thể nào tìm ra một đối thủ cạnh tranh được. Đưa cái trán của con đây. Nếu mà giỏi vậy thì mở cái trường quảnh tù tì đi. Ba đầu tư cho con đi, con mở liền. Khoan, chú ơi. Hả? Chú với con thách đấu lại lần nữa nha. Trời đất ơi, ngày hôm qua đã thua chú rồi mà hôm nay còn dám thách đấu lại hả? Con đã có cách để thắng chú rồi. Cái bộ gan à. Con đó không được chơi với chú nghe chưa? Bộ con không thấy hả? Ai cũng bị chú bún hả đỏ trán hết trơn luôn rồi đó. Không sao đâu cô, con đã có cách phục thù chú rồi. Thôi được, đối thủ từng bại trận đã muốn thách đấu thì làm sao ta từ chối được. Xin mời. Tại hạ xin được chỉ giáo. Khi thấy chú bắt đầu nhẩm thần chú, em phải tỉnh táo. Nếu thấy chú nhẩm búa, em phải ra kéo. Nếu chú nhẩm bao, thì em phải ra búa. Và cuối cùng, nếu chú nhẩm kéo, thì em ra bao. Trời đất ơi! Trời ơi! Tâm anh thắng rồi! Con thắng rồi đó! Tại sao lại như vậy được? Chú ơi! Chú có muốn con làm lại với chú coi không? Được! Làm lại đi! Không thể nào gì được. Con lại có cách thắng chú rồi đó. Nè, bây giờ nghe cho kỹ nha. Muốn chơi được mức 2 á thì em phải thật là thành thạo mức 1. Khi mà chú nhẩm búa 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 là chú muốn em ra búa theo lời nhẩm của chú, và chú sẽ ra bao để thắng em. Vì vậy á, mức 2 chính là em sẽ ra kéo để thắng cái bao của chú. Đó gọi là chiêu phản đòn. Cuối cùng thì trùm quảnh tù tì trong nhà này cũng đã có người thay thế. Giỏi lắm con. Tâm Anh, sao em có cái chiêu mà để thắng được hay vậy? À, dạ, chị em đã viết ra giấy cho em có 3 mức để chơi thắng quảnh tù xì. Mức chú đang dùng là mức số 1, còn mức con đang dùng là mức số 2. Vậy là còn mức số 3 nữa hả? Không thể nào. Làm sao có thể có một người xoắn ngon của ta được?
thách đấu lại đi. Khoan, gì không có vô vập, chưa bị búng mà. Trả thù thôi. Búng, thôi được, búng đi, búng. Mà là tôi. Sao mọi người búng con vậy? Búng. Búng ké. Búng ké nữa. Bây giờ thách đấu lại đi. Nhưng mà chưa phải chào hỏi chứ. Thôi được. Đúng rồi. Tại hạ xin được chỉ giáo. À, không có thành ý. Chào người ta là phải cúi đầu xuống. Đúng rồi. Đúng rồi, bơi. Tại hạ xin được chỉ giáo. Bắt đầu. One, two, three. Tại sao ta lại thua được chứ? Y ơi, y à, y ơi, y. Đâu có đâu. Cái gì vậy? Dạ, chú. Làm sao vậy? Dạ. Làm sao mày lục đồ người ta? Mày kiếm gì ở trong? Đâu có kiếm, con chủ yếu vô đây là con kiếm một cái cây. Mà mày cầm cái đó làm chi vậy? Dạ, cái này của Tâm Anh. Trời, cái gì? Của Tâm Ý chứ. Cô ơi. Cô đi ra ngân hàng rồi con ơi. Chú. Mình đấu lại một ván nữa. Nhưng mà chị con nói là không được chơi ẩn tù tì với chú nữa. Đâu có chị con ở nhà đâu. Chơi một ván thôi. Một ván với chú nha. Ừ. Dạ. Nhưng mà chú đang bị thương nên khỏi phải chào hỏi nha chú. Không. Nguyên tắc là phải nguyên tắc. Chơi là phải chào hỏi đàng hoàng, như vậy mới gọi là cuộc chơi, con hiểu không? Dạ. Tại hạ xin được. Ai à? Không sao. Tại hạ xin được nghiêng mình chỉ giáo.